hiện sàn đấu mới giữa các ông lớn trên thế giới. Công nghệ tính toán lượng tử, Mỹ, Trung Quốc chạy đua tạo ra những cỗ máy tối thượng có khả năng tính toán vượt sức tưởng tượng của loài người. Và thêm một tay chơi mới nổi vừa nhập cuộc, Ấn Độ. Nước nào đang dẫn đầu? Những cỗ máy ấy khủng khiếp ra sao? Vật lý lượng tử hay cơ học lượng tử, quantum physics hay quantum mechanics, là một nhánh trong vật lý chuyên nghiên cứu các tính chất tự nhiên của thế giới vi mô hay thế giới ở cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử. Nó ra đời với mục đích giải quyết những vấn đề mà vật lý vi mô hay vật lý cổ điển bị bế tắc. Được khởi xướng bởi Max Planck vào đầu thế kỷ 20, cơ học lượng tử đã tiến một bước dài trong việc khám phá những bí ẩn của thế giới siêu nhỏ với sự đóng góp của nhiều thế hệ nhà bác học như Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Niels Bohr. Dựa trên những khám phá về lượng tử, những năm gần đây giới khoa học và kỹ thuật đã bắt đầu phát triển khái niệm tính toán lượng tử hay điện toán lượng tử, quantum computing. Trong đó, những tính chất và định luật của cơ học lượng tử sẽ được áp dụng vào các mô hình tính toán hiện tại và trong tương lai. Một trong những ứng dụng chính là máy tính lượng tử, quantum computer, được mệnh danh là cỗ máy tối thượng của nhân loại. Vậy thế nào là máy tính lượng tử và nó được vận hành như thế nào? Máy tính truyền thống mà đa phần mọi người sử dụng ngày nay, dù có tốc độ tính toán nhanh thế nào, cũng đều dựa trên nguyên tắc bất di bất dịch là sử dụng các bit nhị phân, binary bit, hoặc 0 hoặc 1 để tính toán. Nói nôm na, những thông tin, dù dưới bất kỳ dạng nào, cũng sẽ được chuyển thành 0 hoặc 1 để xử lý, lưu trữ và truyền tải. Đối với máy tính lượng tử, tuy vẫn sử dụng khái niệm bit để xử lý dữ liệu, nhưng bản chất hoàn toàn khác. Chúng được gọi là các bit lượng tử, quantum bit hay qubit, có thể có giá trị vừa 0 vừa 1 thay vì hoặc 0 hoặc 1. Sở dĩ có chuyện vừa 0 vừa 1 là do ở cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử, khái niệm nhất quán và duy nhất không tồn tại, mà thay vào đó là chồng chập lượng tử, nghĩa là một hạt sẽ đồng thời tồn tại ở nhiều trạng thái. Do đó, sức mạnh tính toán của cỗ máy sẽ tăng lên rất nhiều, vượt xa những gì người ta tưởng tượng. Vào năm 2019, máy tính lượng tử Sycamore 53 qubit của Google chỉ mất 200 giây để giải quyết bài toán mà siêu máy tính mạnh nhất hiện nay phải mất 10.000 năm để giải cho ra đáp án. Tuy chỉ mới ở giai đoạn nghiên cứu, nhưng tính toán lượng tử và máy tính lượng tử hứa hẹn sẽ là lĩnh vực có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thể nhân loại. Nhận thấy những tiềm năng to lớn, nhiều cường quốc đã mạnh tay đầu tư nguồn lực cho các nghiên cứu máy tính lượng tử như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Pháp và gần đây nhất là Ấn Độ, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua ở thế giới vi mô. Trung Ấn so gan quyết liệt trong lĩnh vực mới. Trong cuộc đua giành lợi thế trong lĩnh vực tính toán lượng tử, không phải Mỹ, Trung Quốc mới là quốc gia đang giành ưu thế, với nhiều nghiên cứu mang tính thực tiễn chiếm một nửa các bằng chế toàn thế giới. Tuy nhiên, điều này có thể sớm thay đổi với sự tham gia của Ấn Độ, một cường quốc công nghệ mới nổi, với sự hỗ trợ đắc lực từ phía Washington, cụ thể là tập đoàn IBM. Những năm gần đây, Bắc Kinh và New Delhi đã công khai mục tiêu phát triển máy tính lượng tử 1.000 qubit của riêng mình, nhằm vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, xét về tiềm lực công nghệ và tài chính, hiển nhiên Ấn Độ không thể sánh bằng Trung Quốc. Nhận thức hạn chế này, chính quyền New Delhi đã thông qua gói hỗ trợ 730 triệu đô la Mỹ vào tháng 4 năm 2023 cho dự án sứ mệnh lượng tử quốc gia NQM, nhằm cho ra đời những cỗ máy 50 đến 1.000 qubit made in India trước năm 2031. Nếu chỉ mình Ấn Độ tự lực cánh sinh thì mục tiêu rất khó đạt được, nhưng với sự tiếp sức từ Mỹ, với hàng loạt dự án hợp tác, trao đổi và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ thỏa thuận công nghệ và khoa học thông tin lượng tử toàn diện, mục tiêu đề ra hoàn toàn khả thi. Vào đầu tháng 6 năm 2023, chính phủ hai nước đã thành lập cơ chế điều phối lượng tử chung Ấn Mỹ, tạo điều kiện hợp tác công tư giữa các tập đoàn công nghệ, học viện và các tổ chức nhằm đẩy mạnh công cuộc nghiên cứu lượng tử. Hiện tại Ấn Độ chỉ mới sở hữu duy nhất một chiếc máy tính lượng tử được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng, Viện Nghiên cứu Cơ bản Tata và Dịch vụ Tư vấn Tata. Năng lực tính toán của nó là 7 qubit. Mục tiêu trước mắt của New Delhi và Washington là để nhanh quá trình tích hợp qubit để theo kịp người hàng xóm Trung Quốc hiện sở hữu cỗ máy 66 qubit. Hồi tháng 5 năm 2021, nhà khoa học Ben Chiangwell và các cộng sự tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở thành phố Hợp Phi đã giới thiệu Suzhou 2 với 66 qubit dựa trên Proton, cỗ máy tính lượng tử nhanh nhất Trung Quốc hiện nay. Theo nhóm nghiên cứu, cỗ máy có thể tính toán các bước đi ngẫu nhiên trên 66 bàn cờ cùng một lúc. Đây là bài toán cực kỳ khó mà không một máy tính nào hiện nay có thể giải quyết trong thời gian một đời người. Để dễ hình dung, một chiếc máy tính xách tay thuộc vào hàng khủng hiện nay phải mất đến 30.000 tỷ năm để cho ra đáp án. Đây là khoảng thời gian không tưởng, vượt xa gấp nhiều lần tuổi của vũ trụ hiện nay. Cùng năm đó, nhóm cũng cho ra mắt Siêu Giang 2,
Một máy tính lượng tử dựa trên ánh sáng có tốc độ tính toán gấp 10 mũ 21 lần máy tính mạnh nhất hiện nay. Tuy nhiên, Chiang 2 vẫn còn đang trong quá trình cải tiến và nâng cấp. Vào tháng 9 năm 2021, Origin Quantum, một startup Trung Quốc chuyên về công nghệ lượng tử, có trụ sở ở Hợp Phi, đã công bố dự án phát triển máy tính 1.000 qubit trước năm 2025. Tuy nhiên, mục tiêu này có vẻ khó đạt được, do hãng đang gặp một số khó khăn trong quá trình phát triển máy tính ngộ không 72 qubit. Trong một phỏng vấn với tờ Hefei Daily, CEO Zhang Hui cho biết, tuy có một số khó khăn trong quá trình phát triển, việc nghiên cứu ngộ không ở thời điểm hiện tại vẫn suôn sẻ. Chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt nó vào cuối năm nay, và sau đó sẽ là mục tiêu 1.000 qubit vào năm 2025. Miễn nhiễm trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy không thể phủ nhận những thành quả mà Bắc Kinh đã đạt được thời gian gần đây, mục tiêu 1.000 qubit là không dễ đạt được. Nó không chỉ đòi hỏi những đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý lượng tử, mà còn yêu cầu chế tạo các linh kiện phức tạp và điều kiện vận hành khắc nghiệt. Điểm cận độ không tuyệt đối, âm 273 độ C. Đối với một cường quốc như Trung Quốc, những khó khăn nói trên không thấm vào đâu, chỉ gây ra một chút trở ngại trong việc phát triển. Những năm gần đây, Mỹ và các đồng minh không ngừng áp đặt các lệnh trừng phạt ngành sản xuất chip và thiết bị bán dẫn của Trung Quốc nhằm làm suy yếu ngành công nghệ của Bắc Kinh, hay xa hơn nữa là cản trở tiến trình phát triển công nghệ lượng tử của nước này. Vào tháng 10 năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ban hành đạo luật cấm xuất khẩu chất bán dẫn cao cấp, thiết bị sản xuất chip, máy tính lượng tử và siêu máy tính sang Trung Quốc nhằm ngăn chặn quân đội Trung Quốc PLA sử dụng những sản phẩm này trong lĩnh vực quân sự. Lệnh cấm này ngay lập tức tác động mạnh mẽ đến nền công nghiệp Trung Quốc. Hàng loạt công ty công nghệ và thiết bị lao đao do bị đứt chuỗi cung ứng. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 8 năm 2023, Washington đã bồi thêm đòn chí mạng khi cấm các công ty vào quỹ đầu tư Mỹ rót tiền vào lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử của Trung Quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuy hứng chịu một số tác động tiêu cực, nhưng các học giả và chuyên gia Trung Quốc nhận định ít có khả năng lĩnh vực tính toán lượng tử của Bắc Kinh sẽ bị suy yếu. Gần đây, một đại diện của Origin Quantum khẳng định công ty hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lệnh cấm của Washington vì họ hoàn toàn tự chủ nguồn vốn cũng như sử dụng những linh kiện trong nước. Chip lượng tử có sức mạnh tính toán gấp nhiều lần so với chip bán dẫn truyền thống và ít phụ thuộc vào quy trình bán dẫn hiện tại. Một khi công nghệ lượng tử phát triển đủ mạnh, chúng tôi có thể giảm sự phụ thuộc vào kỹ thuật in thạch bản hiện nay và tự chủ nguồn cung, một học giả ở tỉnh Sơn Tây cho biết trong một bài báo. Mỹ tiếp sức Ấn Độ. Chưa lúc nào cuộc đua lượng tử lại trở nên gay cấn như hiện nay, với sự tham gia của nhiều ông lớn, từ các tổ chức chính phủ đến những tập đoàn công nghệ đình đám. Sự cạnh tranh này đã tạo động lực cho hàng loạt đột phá trong lý thuyết lượng tử cũng như công nghệ tính toán. Tháng 11 năm 2022, IBM đã ra mắt Osprey 433 qubit, quán quân trong làng máy tính lượng tử hiện nay. Chưa dừng lại ở đó, tập đoàn này dự kiến sẽ ra mắt Coral 1.121 qubit trong năm 2023 và lên kế hoạch xây dựng hệ thống lượng tử với hơn 4.000 qubit trước năm 2025. Ngoài ra, IBM cũng có những chương trình hợp tác chuyên sâu với các đối tác Ấn Độ nhằm hỗ trợ nước này phát triển công nghệ tính toán riêng. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, Washington thông báo Ấn Độ đã có những bước tiến đáng kể trong việc nghiên cứu vương phiếu lượng tử hay rối lượng tử, một hiện tượng lượng tử bí ẩn, và hoan nghênh New Delhi tham gia Hiệp hội Phát triển Kinh tế Lượng tử để trao đổi chuyên môn và thương mại với các đối tác cùng chí hướng. Trong cuộc gặp ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua một loạt các thỏa thuận hợp tác khoa học, trong đó ưu tiên hàng đầu là công nghệ tính toán lượng tử. Tuy còn tương đối mới và khó hiểu với nhân loại, nhưng lượng tử chắc chắn là miền đất hứa có ảnh hưởng sâu sắc đến văn minh loài người. Chúng ta hiện chỉ mới có những bước đầu tiên trên con đường chinh phục lĩnh vực này. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những khám phá gần đây về thế giới siêu nhỏ và những bước tiến trong công nghệ tính toán lượng tử sẽ thay đổi vĩnh viễn nhân loại trong tương lai không xa. Quý vị nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Góc nhìn quốc tế sẽ trở lại vào ngày mai.